Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình đã chuẩn bị cho cái công đoạn đánh rồng của mình. Nhưng mà có vẻ mình vẫn còn thiếu cho cái việc nâng cấp vũ khí tấn công tầm xa. Hiện tại thì cây nỏ của mình thì nó chưa có được cường hóa bất kỳ cái dòng gì hết. Nên là bây giờ mình sẽ qua cái căn nhà cường hóa để mình nâng cấp cây nỏ mình lên. Hy vọng là nó sẽ cho mình những cái dòng tốt tốt một tí. Ồ, chậm hỏng à. Nếu mà chậm hỏng mà có thêm dòng khác thì sẽ rất là ok đây. Nhưng mà nó không có dòng khác rồi. Nó chỉ có đúng chậm hỏng thôi thì không tốt tí nào. Ồ, bây giờ là xuyên thủng. Cái dòng này cho phép mình bắn xuyên qua những nhiều mục tiêu cùng lúc này. Cũng hay. Nhưng mà mình thích nhất vẫn là cái dòng nạp nhanh cơ. Để xem. Nó có nạp nhanh cấp độ 2 luôn. Ui, và tặng thêm cả chậm hỏng 3 nữa. Bây giờ thì mình có thể bắn và nạp lại nỏ rất là nhanh luôn. Hợp lý nha. Rồi, vậy là mình đã xong cái công đoạn nâng cấp vũ khí tấn công tầm xa rồi. Thức ăn cho chuyến đi này thì mình cũng mang theo rồi nè. Block để leo trèo cũng có. Rồi chai thủy tinh để lấy hơi thở của rồng cũng có luôn. Giờ thì không chần chờ gì nữa. Chúng ta cùng nhau quay trở lại cái khu vực Stronghold để bước qua cánh cổng đi tới thế giới kết thúc thôi nào. Và hy vọng lần này thì mình sẽ đánh rồng kiểu như thật là nhanh chóng và an toàn. Rồi, không chần chờ gì nữa. Bước qua thế giới kết thúc và chiến đấu với rồng Ender thôi. Ồ, mới vô mình xuất hiện ở chỗ cũng tương đối là ok thôi, không quá ok lắm. Rồi, trèo lên cái nè. Đây rồi. Ồ, mình còn thiếu một thứ, đó chính là cái đầu bí ngô nhờ. Phải chứ, mình đem theo cái đầu bí ngô thì mình sẽ đỡ bị những cái thanh niên Enderman này cà khịa. Rồi không sao, giờ thì trước tiên mình sẽ phá hủy những cái pha lê trước. Rồi một cái đầu tiên. Mình khá là ít dùng nỏ luôn nên khả năng bắn của mình cũng không gọi là quá tốt nữa. Ý, hơi thở của rồng. Lùm. Tranh thủ. Có liền 7 lọ hơi thở của rồng. Hợp lý. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bắn vô mấy cái khe này. Để coi nó có phá hủy được cái pha lê hay không. Rồi bắn vô cái coi. Rồi xong, mình đã phá hủy được cái pha lê thứ hai. Ở chỗ cao như vậy thì mình có thể vươn tầm ra và bắn thêm những cái pha lê khác nó dễ hơn. Chẳng hạn như cái bên đây nè. Trúng hay không? Trúng liền. Tính ra có nỏ cũng tiện ấy chứ. Cái xa xa đằng kia coi. Ui, bắn trúng con rồng mất rồi. Xu vậy. Thôi không sao, mình sẽ đi qua đây để áp sát cái pha lê gần mình nè. Ui, con rồng của bên đây thân thiện người ta. Mình trèo trèo như vậy mà nó không có hút mình. Được. Cộng 1 điểm thân thiện cho con rồng nha. Rồi bây giờ thì phá hủy cái pha lê này thôi. Tiếp theo là cái pha lê phía đằng kia. Bùm. Chỉ là còn mấy cái đây. 1, 2, 3, 4. Còn 4 cái cuối cùng thôi. Mình sẽ thử bắn một. Ouch. Con rồng nó bắn mình nè. Ui. Cái hơi thở của rồng đâu vậy? Thôi thì lấy luôn. Lấy thêm được 7 lọ hơi thở nữa. Giờ thì mình sẽ vươn tầm rồi mình bắn một mũi tên cực mạnh qua bên đó coi. Coi có tới hay không. Mình thấy nó hơi xa ấy. Ô, trúng luôn. Trời, bữa nay mình bắn đỉnh vậy. Rồi thử thêm một cái nữa nha. Bắn qua tiếp bên kia coi. Trúng nữa là hơi bị siêu này. Trúng không? Xém trúng. Thử thêm cái nữa. Ai, con rồng kia dám đỡ mũi tên này. Mình sẽ nhắm cao lên một tí. Trúng luôn kìa. Trời, bữa nay bờ rồ nhập mình rồi. Mình bắn cung. Ủa, mình bắn nỏ y như bờ rồ luôn. Tiếp tục. Cái này cao thì dễ bắn nè. Bể liền. Rồi giờ chỉ còn đúng một cái duy nhất tiếp đằng kia thôi. Nó rất là xa so với cái tầm của mình. Nên là mình sẽ nhắm cho nó kỹ một tí. Đợi con rồng nó đáp xuống đi. Rồi qua tầm rồi nè. Bắn một mũi cực mạnh qua bên kia. Ui, xích trúng kìa. Mình thành công rồi. Mình đã thành công bắn được cái pha lê xa nhất luôn. Quá đã. Rồi bây giờ thì
chúng ta bắt đầu công cuộc chiến đấu với rồng Ender thôi. Trời ơi, coi số mũi tên mà mình bắn hụt kìa. Rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà không sao, giờ thầy đợi cho rồng đáp xuống nè. Mình cũng có thể tranh thủ kéo rỉa máu của rồng bằng cách dùng nỏ để bắn. Ui, rồng đang né. Ouch. Trời ơi, cái pha lê khó bắn mà mình bắn trúng hay sao rồng. Gần như vậy mình bắn hụt là sao. Ouch. Cẩn thận, cẩn thận. Mình sẽ đánh vô đầu của rồng. Đứng ngay đây, mình sẽ chặt. Oh, đây, 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 được rồi nè. Mình sẽ đánh vô phần đầu của rồng. Đó. Mình chỉ còn có 16 mũi tên thôi, nên bây giờ mình cần phải chắc chiêu một xíu, ngắm cho chuẩn nha. Chứ nãy giờ là mình thấy mình bắn rồng hụt hơi bị nhiều rồi đấy. Nữa. Lần này thì trúng rồi. Rồi, có vẻ rồng chuẩn bị đáp xuống. Chính xác. Cái thanh niên này. Này thì dám cà khịa mình. Những cái mũi tên cuối cùng này, tranh thủ bắn rồng nè. Ui trời, trời trời, bắn hụt nữa chứ. Ơ kìa. Sao mình rồi rồi, trúng rồi nè. Tranh thủ. Rồi mình sẽ đứng ở đây sẵn đợi rồng. Ui, mình nên né cái phần cánh ra. Ui, cô rồng đập chết Enderman kìa, nguy hiểm chưa. Ui. Mình đứng ở đấy nhưng mà vẫn bị rồng hất kìa. Đây. Cố lên. Mình chỉ mới rỉa được rồng có thêm một tí máu thôi. Chắc tầm 1-2 lần nữa thì mình có thể đánh bại được rồng thôi. Kiên trì một xíu nào. Lần này thì mình sẽ đứng ở đây để kiểu như là cam rồng luôn. Rồng vừa đáp xuống là mình sẽ hạ rồng liền. 3 phát cuối cùng. Chắc chiêu mới được. Không thấy hụt. Phát đầu tiên. Rồi. Đúng rồi. Phát bắn thứ hai. Trúng luôn. Ý, bị cà khịa. Đi ra chỗ khác. Chửi, đánh rồng xong rồi còn bị mấy thanh niên Enderman này cà khịa nữa. Ui, nó quýnh mình nửa cây máu rồi. Đây là cơ hội để mình có thể hạ được rồng đây. Cố lên, một tí nữa. Ừ, đánh vô phần đầu của rồng. Yes, thành công rồi. Mình đã thành công đánh bại rồng Ender. Và cũng như có được 27 lọ hơi thở của rồng. Wow. Thích nha, hết kinh nghiệm thôi. Lên được bao nhiêu cấp đây? Lên được 62, 66 cấp rồi. Tuyệt vời, và còn có thêm trứng rồng mang về nữa. Rồi, đã luôn, mình sẽ tận dụng cây đuốc ở đây để mình có thể lấy được trứng rồng. Mang trứng rồng về cũng như là một chiến lợi phẩm. Tên tên. Rồi, và tiếp theo là mình sẽ không về luôn đâu. Mà mình sẽ đi tới một cái cánh cổng dịch chuyển. Đây, nó nằm ở bên này. Cánh cổng đằng kia. Mình sẽ đi tới những cái đảo xung quanh cái đảo chính này. Hy vọng là hôm nay mình có thể may mắn và gặp được một cái thành phố kết thúc. Để mình có thể tìm thấy con thuyền và lấy cái cánh cứng mang về nha. Mình có pháo hoa sẵn rồi, nên giờ chỉ cần có cánh cứng nữa thôi. Là mình có thể bay lượn vèo vèo ở trên trời luôn. Cực kỳ đã. Hy vọng là vậy. Giờ thì đi thôi. Ok. Làm dấu chỗ này lại cái đã. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi xung quanh. Ô, mới vào. What the. Mới vào mình đã thấy cái con thuyền luôn rồi. Ê, cái gì? Tôi nhìn con thuyền mà, đâu có nhìn anh đâu. Trời ơi, mấy ảnh tưởng mấy ảnh đẹp trai lắm hay gì á. Người ta nhìn con xíu mà làm giá. Người ta nhìn ủng hộ thôi mà làm gì đó. Kỳ cục à. Rồi, đúng là mình cực kỳ may mắn rồi. Chỉ mới qua thôi mà mình đã phát hiện ra một cái thành phố kết thúc khá là bự gần đây luôn. Nhân phẩm cao. Ở đây có cái quả điệp khúc mà thấp nè. Cái này cái hoa hay sao ấy. Đúng rồi, đây là hoa điệp khúc. Thấp như vậy thì mình hái được nè. Ok luôn. Lấy một ít về có gì mình còn nhân giống lên, cũng như là trang trí cho khu vực gần nhà của mình. Rồi, giờ thì áp sát cái thành phố kết thúc lẹ nào. Mà con thuyền này kiểu nó cũng thấp nữa. Rất là hợp lý cho mình có thể kiểu như là áp sát vào luôn. Nhưng mà dưới này là... Ồ. Cẩn thận nha, cái này mà lơ ngớ lọt xuống dưới là đi luôn á. Đi bụi thiệt luôn á. Và đầu tiên là mình sẽ lên con thuyền trước đi. Ấy nè. Sẵn tiện lấy luôn cái đầu của rồng Ender về. Cũng như là chiến lợi phẩm phụ.
có trứng rồng, có đầu rồng luôn rồi. Quá đã, quá đã. Giờ thì vô trong để lấy cánh, thêm cánh cứng nữa là đẹp. Ồ, mà có con Suker nó đang canh giữ ở đó. Này thì Suker. Suker chưa, mình phải xử nó mới được. Rồi có, có được cái vỏ Suker luôn. Tốt. Và đây rồi, chúng ta đã có cánh cứng. Đây là thứ rất là quan trọng giúp mình có thể bay lượn nha. Quá đã. Ngoài ra thì trong rương nó còn cho mình thêm một cái quần. Có lời nguyền ràng buộc thì không hay lắm nha. Có cái dòng này thì mình sẽ không có cởi được cái quần ra sau khi mặc đâu, nên mình sẽ không mặc nó. Thêm một cái quần khác. Vẫn là lời nguyền ràng buộc. Không tốt tẹo nào luôn. Thôi mình cứ lấy về đi. Rồi về nhà mình sẽ kiểu như là tách nó ra. Đó, mình sẽ tách cái dòng cường hóa đó ra để mình có được một cái quần kim cương mới toanh. Rồi mình tự cường hóa cũng được, không có nhất thiết lấy dòng cường hóa nó có sẵn đâu. Rồi và mình sẽ farm thêm những con Suker này để chúng ta mang vỏ nó về và làm những cái rương Suker, cất đồ cho nó tiện. Tiếp theo thì mình sẽ đi xuống tầng dưới của cái thành phố để mình khám phá dài lên. Đây cũng là một dịp lý tưởng để mình săn thêm những con Suker nè. Kiếm mình có nhặt ba ấy, rất là tiện nha. Rồi mở ra đi cưng, ngại gì cưng. Mắc cỡ à. Ô, chưa gì mình nghe tiếng con Suker nó bắn mình rồi đó. À đây, nó bên đây. Để mình xem coi những căn phòng nào là phòng có rương đây. Phòng này bé gì có rương không ta? Ồ, cái phòng trên đó là chắc chắn có rương nè. Ok luôn, mình sẽ tận dụng cái phát bắn của con Suker để mình bay lên trên đó. Không biết là tới không nữa. Rồi có vẻ là không tới rồi. Oh man. Thôi mình dùng cách bay lượn bay lên đó đi cho mau. Bay lên thôi. Quá đã luôn. Một phát một là chúng ta đã lên tới nóc của cái chỗ thành phố kết thúc rồi. Và nó có hai cái rương ở đây. Wow. Nhưng mà cẩn thận nha, những con Suker nó có thể bắn lên đây được. Rương đầu tiên cho mình áo bảo vệ ba, nón lời nguyền ràng buộc. Oh man, sao cứ có lời nguyền trong đây nhờ. Bên đây thì chỉ có ngọc lục bảo với cả là vàng thôi. Hạt củ dền nữa. Để mình thám thính coi ngoài căn phòng đó ra thì có vẻ cái thành phố kết thúc này hết phòng chứa rương rồi. Chỉ có đúng căn phòng đó là có cái rương thôi. Phòng này cũng to nè mà không biết có rương hay không. Mình đoán là không á. Chính xác, không có rương rồi. Nhưng mà không sao, không có rương thì mình ở đây mình farm Suker một tí rồi về cũng không muộn. Sau khi đã có được tất cả những gì mình muốn thì bây giờ về nhà thôi. Đã đến lúc để chúng ta quay về nhà rồi. Hồi nãy mình ngủ xong mình đập cái giường, thành thử ra bây giờ mình xuất hiện ở một chỗ cũng tương đối là xa cái nhà mình ấy. À, nói xa thì cũng không đúng đâu, cũng không quá xa. Tại vì bây giờ mình chỉ cần bay một cái là mình đã có thể thấy được ngôi nhà của mình đằng xa rồi. Quá đã luôn. Rồi và chắc mình sẽ đầu tư một ít ngọc lục bảo để mình mua sách sửa chữa và ghép vào cái cánh cứng thôi. Vì cái cánh cứng này mình sẽ bay rất là thường xuyên đấy, nên là nó sẽ rất là mau hư đây. Mà trước tiên để mình cất cái mớ giáp mà mình kiếm được cái đó. Quá trời giáp luôn. Mà giáp toàn là giáp lời nguyền không mà. Thế mới khổ. Rồi lấy thêm một quyển sách. Ở nhà mình có sách chạm hỏng không? Hình như là không rồi. Ủa không có miếng sách chạm hỏng nào luôn. Thôi kệ, tạm thời ép sửa chữa cũng được. Đi mua cái bác dân làng bán sách sửa chữa nè. Bữa mình lưu bu quá, mình có cái dòng kiểu như là anh hùng của ngôi làng ấy mà mình quên mua để có giá sale. Bây giờ mua với giá 22 ngọc lục bảo thì cũng hơi đắt nè. Mà thôi, cũng cắn răng cắn cỏ mua cái cuốn sách đó chứ biết sao giờ. Rồi ghép vô cái cánh cứng của mình. Đây, cánh cứng sửa chữa. Quá đã luôn. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành chế tạo những cái rương Suker để tiện lợi hơn trong cái việc mang vác đồ đi theo nè. Mình có được 14 cái vỏ. Vậy là làm được tới 7 cái rương lận.
7 rương là hơi bị nhiều đấy. Ủa? À, mình để ngược. Mình để ngược mất. Đây, vậy mới đúng nè. Mình sẽ có được 7 cái rương luôn. Tha hồ mà mình chứa nha. Mà một lần mình không thể mang hết 7 cái như vậy được. Nó sẽ rất là chật chỗ. Mình sẽ đem tầm 2 cái thôi. Và mình sẽ đổi màu luôn đi. Mình sẽ đổi màu để mình dễ phân biệt hơn. Đây, mình sẽ đổi màu. À, rồi, ok. Còn mấy cái còn lại thì mình sẽ tạm thời cất vô trong này cũng được. Đây, cất vô đi. Khi nào kiểu mình cần thì mình sẽ mang theo thêm. Và trong cái rương sugar này thì mình sẽ cất những thứ quan trọng. Chẳng hạn như là... bây giờ chưa có thứ quan trọng nhất. Nên thôi, cứ mang hờ trong người thôi ha. Còn về cái đầu rồng thì mình chưa biết là mình sẽ đặt ở khu vực nào nè. Mình có ý tưởng này. Mình sẽ gắn cái đầu rồng lên cái chỗ đồng hồ của người sắt. Đồng hồ đầu rồng. Thì coi coi có ưng không. Không đẹp lắm, hay là mình gắn trên kia luôn ta. Đâu đâu mình thử mình gắn ở trên luôn coi. Mình sẽ gắn đâu đó ở đây. Và thêm một cái chuông nữa ở phía bên này. Rồi, giờ thì có vẻ ổn hơn rồi. Đó, đồng hồ đầu rồng. Hơi bị xịn luôn. Tiệt cú mèo. Còn về cái trứng rồng thì để ở ngay chỗ này thì không hợp lý cho lắm. Trứng rồng thì mình có một chỗ đặt riêng rồi. Cũng được luôn. Sắp tới nếu mà mình có nhiều cái diện tích hoặc là tìm được những cái chỗ nó thích hợp hơn thì mình sẽ xây riêng một cái khu để kiểu như là thờ cái trứng rồng cũng như là cái đầu rồng. Còn bây giờ thì tạm thời mình sẽ để hai thứ ở hai đầu khác nhau đi nha. Và ngày hôm qua thì mình có vô tình đi ngang một cái chỗ thủy cung và một cái con thuyền đắm mà chưa có kịp để đi khám phá. Thế nên là hôm nay mình sẽ quay trở lại đó để khám phá sau. Nhưng mà trước khi đi thì mình muốn chế tạo cái lọ thuốc kiểu như là thở ở dưới nước. Lọ thuốc này thì mình sẽ cần có cá nóc. Cá nóc. Mình không có cá nóc. Khó vậy ta. Cái chỗ mình thì làm gì có cá nóc mà bắt. Toàn là cá nhiệt đới thôi. Ồ, khó rồi. Thôi thì lại khám phá theo cách thủ công tiếp chứ biết sao giờ. Nhưng mà lần này thì mình cẩn thận hơn, mình mang theo cửa để có gì mình lấy lại oxy. Hy vọng là chuyến đi này thì mình sẽ có thể tìm được thiệt là nhiều cá nóc mang về để chuẩn bị làm thuốc thở dưới nước. Khoan. Mình thấy bò. Là mình chợt nhớ là nhỡ mà mình có khám phá thủy cung thì rất là dễ bị dính cái hiệu ứng đào chậm. Thế nên bò là một giải pháp rất là hay để mình có thể xóa cái hiệu ứng đó. Ok luôn. Mình sẽ làm một ít cái xô. Đó, vắt sữa. Rồi, 10 xô sữa, tha hồ mà uống khi mà bị dính hiệu ứng đào chậm. Đấy, giờ thì mình đã tự tin hơn trong cái việc khám phá thủy cung rồi. Và cái thủy cung nó cũng khá là gần đây thôi, nó nằm đâu đó, đây nè. Kế bên luôn. Rồi, xuống dưới nào. Uầy, ở dưới đây nó còn có cái hang nữa chứ. Hang động dưới nước luôn cơ. Đẹp ghê chưa. Nhưng mà tạm thời gác qua cái hang đi. Mình sẽ đi vô cái thủy cung trước nè. Đây có rất là nhiều những cái con giám hộ luôn. Ui trời. Ui, nó tấn công mình kìa. Đau đớn thiệt sự. Rồi, giờ thì đi vô trong thủy cung. Đầu tiên thì chắc mình sẽ tranh thủ mình lấy cái kho báu trước. Trong đây nó có khá là nhiều vàng đấy. Gán bơi vô. Rồi. Lấy trước 8 khối vàng đi. Cất liền. Lấy đồ xong là cất vô liền. Sau đó mình sẽ đi tiếp qua những căn phòng trong cái chỗ thủy cung này. Ouch. Mình đã bị một con giám hộ gây ra cái hiệu ứng đào chậm rồi. Chắc là nó đâu đó gần đây thôi. Đây, mình thấy nó luôn rồi nè. Dám gây hiệu ứng đào chậm cho mình hả? Mình sẽ cho nó trả giá. Này thì dám gây hiệu ứng đào chậm cho mình. Mình sẽ di chuyển xung quanh cây cột này để cho nó không có thể tấn công mình được. Đây là một trong những cách khá là hiệu quả để mình có thể đánh bại con này một cách an toàn. Rồi. Nó đang chạy quanh cây cột để nó tìm mình. Ê. Sao mà tìm được. Ui da. Nhưng mà những cái con đệ tử của con giám hộ này quýnh đau quá. Ui da. Mình đã hạ được một con rồi. Và nó cho mình một cái miếng bọt biển.
Nhưng mà chắc bây giờ mình cần phải lấy lại oxy thôi. Cái cửa. Vẫn còn hai con giám hộ nữa trong cái thủy cung này, nên bây giờ mình cần phải đi tìm nó ngay thôi. Mình tìm thấy căn phòng có mấy cái miếng bọt biển này á. Sẵn tiện thì chắc mình sẽ lấy bọt biển về luôn. Ok, giờ thì đứng trong đây và lấy bọt biển thôi. Rồi, sau khi lấy hết thì mình sẽ có được 36 cái miếng bọt biển. Quá là nhiều. Rồi, tiếp tục đi tìm cái con giám hộ nào. Mình sẽ thử đi sang hướng này xem. Đó. Mình vừa đi xuống dưới mà bị dính hiệu ứng liền. Vậy là nhiều khả năng là nó nằm ở đâu đó bên đây thôi. Mình sẽ thử qua đấy xem thử coi có phải là nó trốn ở bên đây hay không. Uống một sơ sữa. Có phải hay không? Mình thấy cái khoang phòng này cũng rộng nè. Chính xác rồi. Nó trốn ở đây. Nhưng mà mấy cái con kia quýnh mình đau quá. Ồ, mình biết sao rồi, nãy giờ mình chưa mặc full giáp á. Hèn chi nó đánh mình quá trời đau luôn. Rồi, full giáp thì mình sẽ đánh giáp lá cào với nó. Xong, mình đã đánh bại được con giám hộ thứ hai rồi. Vậy là bây giờ mình chỉ còn tìm đúng cái con ở trên chỗ cao nhất của cái thủy cung này là được. Ui, nó gây hiệu ứng đầu chậm cho mình luôn kìa. Thì ra ngươi chọn cái chết. Để mình tìm cái đường đi lên trên chỗ cao nhất cái đó. Trên đường đi tìm thì mình lại phát hiện thêm một cái chỗ miếng bọt biển nữa. Ok, lấy luôn. Để kẻo một hồi quay lại tìm thì nó lại mất thêm thời gian nữa. Và mình có được một stack cũng như là 8 miếng bọt biển rồi. Bội thu. Vào đây luôn. À, ngươi núp ở đây hả? Con giám hộ khốn kiếp. Đây là con cuối cùng. Mình sẽ xử nó trong vài hit nữa thôi. Rồi, như vậy thì mình đã thành công, kiểu như là đánh chiếm được cái thủy cung này rồi đó. Bây giờ thì trong đây đã quét sạch những cái con giám hộ rồi, nên là mình sẽ thoải mái, không có sợ bị dính hiệu ứng đào chậm nữa đâu. Chắc mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa xem coi có còn cái căn phòng nào chứa bọt biển mà mình chưa có tìm thấy hay không. Bay nào. Bay nào. Mình muốn bay. Không có dùng pháo hoa được. Bay đi. À quên, cố gắng cánh đâu mà bay. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok, quê xệ gì ta. Đi rồi. Bay nào. Bay thành công thì mình sẽ đi tìm cái chỗ. Đâu rồi ta? Cái thuyền đắm mình mới thấy hôm qua đâu rồi. À đây, thuyền đắm đây. I'm coming. Để xem coi cái thuyền đắm này nó có bản đồ kho báu cho mình hay không. Cố lên. Ui giời ơi, bay không tới nữa. Rồi không sao, mình lội tới cũng được. Và cái thuyền này có vẻ là khá là to và còn rất là nguyên vẹn luôn. Nên chắc nó sẽ có 3 rương đấy. Rương đầu tiên là cho mình khói rêu nè. Khoai tây. Tốt. Còn rương thứ hai. Đây rồi, thứ mình cần đây rồi. Một cái bản đồ kho báu bị chôn vùi. Đây, một xíu mình sẽ dùng cái bản đồ này để chúng ta tìm kho báu sao. Và rương cuối cùng. Cho mình ngọc lục bảo. Cũng tốt. Rồi, và từ đây thì mình sẽ bắt đầu định vị cái chỗ bản đồ này xem coi mình cần phải đi về hướng nào. Mình đang đi đúng hướng luôn nữa. Vậy là cái kho báu nó nằm đâu đó xéo về hướng bên này. Đi, let's go. Cùng mình xem thử nào. Đó, chính xác rồi. Nó nằm ngay đây luôn hay sao nè. Đúng không? Chuẩn. À, mình sẽ canh một xíu cho nó chính xác. Mình có thể dùng cách quen thuộc để chúng ta tìm kho báu nó nhanh hơn. Ui, con nào bắn vậy? Láo thiệt. Lạng lách đánh võng, đúng rồi. Mượn bia đỡ đạn. Tiêu diệt nó nào. Này thì xương nè. Rồi, trở lại với công việc tìm kho báu nào. Mình xem coi. Ui trời, mưa luôn rồi. Rồi, mình nhận tới rồi nè. Tới chưa ta? Đây, đúng địa điểm này. Nếu như không sai thì nó sẽ nằm ngay dưới chân mình luôn. Đó,
mình đã tìm ra được kho báu đầu tiên và... Kho báu này cho mình 2 kim cương thôi. Thôi tạm được đi. Cũng như một trái bơm mà mình thì không cần bơm cho lắm. Bây giờ thì mình cũng gần hết thuốc súng, ôi hết pháo hoa rồi nên mình cũng hơi ráng. Thôi, có Reaper. Người thường thì người ta sẽ nhìn ra Reaper chứ mình là mình nhìn ra mấy cái cục pháo hoa di động đấy. Có thuốc súng thì một xíu mình chỉ cần đi gặt mía thôi là mình có thể làm thêm pháo hoa và bay về nhà rồi. Hợp lý luôn. Farm thêm mới được. 3 thuốc súng à. Kệ đây còn nữa nè. Ừ, mà nãy giờ mình có cái nỏ xuyên thủng mà mình chưa có kịp thể hiện cái khả năng của nó luôn. Bây giờ mình sẽ một phát bắn trúng 2-3 con một lượt nè. Đây. Đó, mình bắn con Reaper mà xuyên qua tới con xương luôn. Đó, bắn con zombie mà chết con xương ở sau luôn. Đấy chính là công dụng chính của cái dòng xuyên thủng. Mình thấy cũng khá là hay. Và cái xuyên thủng này á, nó còn bắn xuyên cả cái khiên nữa. Tại vì lần trước mình có bị mấy cái tên cướp dân làng có cái dòng cường hóa đó bắn mình đỡ khiên kiểu bất lực luôn mà. Đỡ thì đỡ nhưng mà nó bắn trúng thì vẫn là nhận sát thương bình thường thôi. Khá là lợi hại đấy. Ồ, con này nó có cái ổng da. Ủa gì? Cái ổng lưới. Không rơi ra. Tiếc phải. Bộ giáp lưới đó tuy nó không có nhiều giáp nhưng mà nó khá là hiếm. Nên mình cũng muốn sở hữu một bộ đấy. What the... Khoan. Mình phát hiện ra ở phía bên này nó có một ngôi làng bị bỏ hoang. Oh my god. Đặc điểm của một ngôi làng bị bỏ hoang là những cái ngôi nhà sẽ bị đóng mạng nhện giống như vậy nè. Và nghe nói trong làng này dân làng đã biến thành zombie hết rồi. Oh no. Mình không nên lại gần, tại vì nếu mà mình lót ra cái khu vực đó thì rất là nhiều khả năng những cái bác dân làng trong đó sẽ bị kiểu như biến mất. Nên là một ngày nào đó mình có cái thuốc chữa bệnh cho dân làng đi, rồi mình hẳn vô trong làng sao. Rời xa ngôi làng chưa được lâu thì mình phát hiện ở đây nó có một cái con thuyền đắm nữa nè. Mà con thuyền này có vẻ khá là bé. Để mình đào ra mình tìm thử coi. Ồ, cái rương của nó thì chỉ có vài thứ lặt vặt thôi. Ủa, có rương thứ hai nè. Ủa, tính ra cái rương này nè. Nãy mình mới mở mà. Ủa, đằng xa thì mình cũng phát hiện thêm một con thuyền nữa nè. Trời, cái khu vực này sao quá trời thuyền đắm vậy. Coi gần đây còn cái thuyền nào đắm khác không. Rồi, hết rồi. Một cái vùng biển có chút xíu thôi à. Mà 3 con thuyền đắm một lượt. Thuyền này chỉ có rương chứa ngọc lục bảo thôi. Không có bản đồ kho báu rồi. Ý. Ủa, cái này có. Cái này tuy nhỏ nhưng mà nó có bản đồ kho báu nè. Wow. Nhưng mà bản đồ lần này thì mình cần phải đi ngược lại về phía bên kia rồi. Nếu như mình nhìn không nhầm. Ở đó đó, chính xác rồi. Bản đồ nó bắt đầu mở ra rồi kìa. Ui, nhưng mà từ đây thì mình có thể nhìn thấy cái ngôi làng bị bỏ hoang đằng kia luôn. Trời ơi, mình không muốn cho cái khu vực đó lót ra tí nào cả. Để mình còn có dịp mình cứu cả ngôi làng đó. Ui sao nó kho báu nằm gần trong ngôi làng vậy. Ôi đừng nói kho báu ngay giữa ngôi làng nha. Oh no. Ý trời hay sao rồi. Mình lấy cái thuyền lại coi. À không hẳn đâu. Xét rạc ngôi làng luôn. Nhưng mà từ nhìn từ bên ngoài vô thì sao mình không thấy bác dân thay ma. Ờ kìa, thấy chưa. Có một thay ma dân làng rồi kìa. Đó. Không được, kho báu này mình không nên lấy đâu. Khi nào mà mình kiểu như có thuốc chữa bệnh cho dân làng rồi mình chữa bệnh sao, mình lấy kho báu cũng không có muộn. Tạm thời thì mình cứ giữ cái bản đồ kho báu này trước đi. Mình không thể vì một vài cái kiểu như là kho báu ít ỏi đó mà mình có thể bỏ qua cơ hội cứu dân làng thay ma đâu. Ok, nãy giờ đi cũng khá là lâu rồi, chắc mình sẽ bay thêm một đoạn nữa. Rồi sau đó mình sẽ trở về nhà. Tại vì số lượng pháo hoa của mình cũng không có còn nhiều nữa. Sau cái chuyến đi này thì mình cũng có được không có quá nhiều đồ. Sơ qua thì cũng
chắc quý nhất là cái trái tim biển cả này nè, mình có được từ cái kho báu chôn vùi và một ít cái miếng bọt biển bị ướt. Cái này thì mình có thể nung ra để cho nó khô lại rồi dùng rất là tốt luôn. Đây, mình sẽ tranh thủ mình nung ra luôn. Cái lò nung đang còn trống nè. Bên cạnh đó thì hổm rài mình hình như là mình không có chăm cái nhóc ếch này rồi. Từ khi mà nhóc ếch leo lên cái thuyền tới bây giờ là cũng rất là lâu rồi. Hay là bây giờ mình tìm bạn đời cho ếch nhờ? Được. Một ý kiến hay. Địa bàn này là của mình mà. Bữa nay mình làm mai mối luôn. Mình sẽ tìm bạn đời cho nhóc ếch gần nhà mình. Không biết gần đây có nhóc ếch nào khác không? Cái chỗ này chắc không có thiếu đâu. Quan trọng là mình có tìm được hay không thôi. Lần trước mình thấy phía bên kia cũng có ếch kêu á. Mình bay qua đó thử coi. Có ếch không? Có nhóc ếch nào ở đây không? Sao bữa nay yên ắng vậy? Mỗi khi mình qua đây là ếch kêu inh ỏi luôn. Hôm nay thì không thấy nhóc ếch nào hết. Rồi luôn, xu luôn. Ở đây. Một nhóc ếch. Một được rồi. Ok, về nhà. Tạm thời nhóc ếch này lên thuyền trước đi. Lên thuyền được không? Đó, lên thuyền thành công rồi. Một nhóc. Giờ tới nhóc ếch bên đây. Mình sẽ đập cái thuyền này ra một cái. Sau đó đưa qua bên này. Trời ơi, mình kiểu như là chuyên gia mai mối luôn á nha. Rồi, qua đây. Đúng rồi, qua đây. Lên thuyền. Đó. Hơi bị xứng đôi vừa lứa luôn nha. Chẳng qua là bây giờ mình chưa có điều kiện để nhân giống ếch lên thôi. Nên là tạm thời mình cứ giữ như vậy trước. Rồi khi nào mình có đồ ăn cho ếch thì mình sẽ cho ếch ăn liền. Để chúng ta tạo ra cái lứa nồng nọc đầu tiên. Nghe thôi là đã hấp dẫn rồi. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã thành công chinh phục được rồng Ender, sở hữu ngay cho mình một cái đôi cánh cứng khá là xịn sò, đồng thời thì cũng khám phá được cái thủy cung và mang về rất là nhiều đồ trong cái chuyến khám phá đó. Và đặc biệt nhất là gặp được một cái ngôi làng bị bỏ hoang. Đó là một trong những công trình mà mình thấy khá là hiếm gặp trong thế giới Minecraft luôn. Hy vọng là sắp tới mình có thể thành công giải cứu ngôi làng đó khỏi cái đại dịch zombie. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.